Tôi là Hội Thượng Thích Sinh Việt. Hôm nay điều họp chương trình xin được trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương, khán thính giả của đài Sài Gòn Network TV. Trân trọng kính chào Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh, Linh Mục Quốc sĩ Phạm Hữu Tâm và cư sĩ Nguyễn Dũng. Xin mời các vị lên tiếng để chào khán thính giả của đài. Dạ, tôi cư sĩ Nguyễn Dũng trở lại với chương trình hôm nay mùng 7 Tết, cũng xin kính chúc cho quý khán thính giả của đài một năm mới được an lành và hạnh phúc. Dạ vâng, tôi là Linh Mục Phạm Hữu Tâm, xin kính trân trọng kính chào Hòa Thượng Huyền Việt, xin chào cư sĩ Nguyễn Dũng cũng như Mục sư Nguyễn Quốc Linh và xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn Network TV. Tôi Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh xin gửi lời chào đến quý thính giả, khán thính giả của đài và kính chúc tất cả quý vị được nhiều tình yêu của Chúa cũng như ân sủng của Ngài tuôn đổ trên đời sống của mình. Happy New Year. Kính chào tất cả quý vị. Quý ngài và toàn thể quý vị huynh đệ chúng tôi, cái show này đầu năm đối với huynh đệ chúng tôi, do vậy cũng không biết là quý ngài Tết rồi vui vẻ như thế nào và toàn thể chư vị đời sống những ngày Tết qua có vui không? Xin mời quý ngài mình thông thả chút xíu để mình nói về ngày Tết rồi. Dạ thưa Hòa Thượng, nhìn nét mặt rạng rỡ của Hòa Thượng, của Linh Mục với Mục sư Linh là biết trong mấy ngày qua cũng mang được cái tình yêu thương đến cho mọi người, cũng như cái đề tài hạnh phúc ngày hôm nay thì cũng có được một cái vinh hạnh là quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, nhất là Linh Mục cũng có đến để chúc Tết với các em mừng tuổi, và đồng thời cũng có đi một số những cái nơi các cơ sở tôn giáo, cũng có ghé là chùa Liên Hoa của Hòa Thượng, nhưng mà lúc Hòa Thượng có tiếp đông Phật tử quá nên là không có vô giếng được, nhưng mà đứng ở ngoài cũng vẫn bằng tâm thành để kính lễ chư Phật ở đó. Dạ, rất cảm ơn cái sự dũng và tôi cũng cảm ơn cha cũng có tới viếng thăm, rất là mất cỡ thưa cha, lúc nào cũng bận. Thưa mời cha. Dạ vâng, dạ thì cũng giống như thầy cũng và cư sĩ Nguyễn Dũng vừa chia sẻ thì ngoài cái niềm vui riêng ở trong giáo hội công giáo, ở trong nhà thờ của chính mình thì cũng có được dịp để tiếp xúc cũng như chia sẻ cái niềm vui chung với các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo khác cũng như đạo hữu, quý đạo hữu khác ở Houston này, rồi đồng thời cũng được dịp cùng với thầy và một số mục sư thì cũng đến thăm cộng đồng người Houston của chúng ta trong ngày lễ đầu năm chào cờ, cũng rất là vui vẻ gặp được nhiều vị trong trong cộng đồng. Rất là vui là trong ngày thứ sáu thứ bảy nhân dịp đầu năm vừa qua thì ở tại vận động trường BBVA Stadium đó thì có khoảng trên dưới 2.700 người mở lòng tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình. Thì mục sư Reinhard Bunke đã truyền giảng cho đồng bào cả thành phố Houston này, thì cũng khoảng chừng 27.000 người đã đến dự trong hai đêm đó. Rất là vui. Các vị huynh đệ chúng tôi rất là vui đầu năm có nhau, và chẳng phải những ngày Tết qua thì trong cái vai trò của liên tôn, các vị đã có mặt trong nhiều địa điểm, nhiều sinh hoạt khác nhau trong cộng đồng. Và hôm nay thì chúng tôi xin một lần nữa kính chúc quý ngài một năm trừ ra 365 ngày thì còn lại có 350 mấy ngày nữa. Dạ. Dạ, 58 ngày. 58 ngày. Dạ, các ngài và toàn thể chư vị khán giả của đài Sài Gòn Network TV luôn luôn mỗi ngày như vậy là một niềm vui, và chúng ta cùng với nhau chúc lành và chúc mừng với nhau bước vào năm mới thành tựu nhiều cái ước mơ mới. Đề tài hôm nay được lãnh trách nhiệm thảo luận cái đề tài đó là một nếp sống hạnh phúc dưới cái nhìn và cái quan niệm của mỗi tôn giáo. Nhưng trước hết thì thế nào là hạnh phúc? Khi mà nói hạnh phúc hay nói về đau khổ là nói chính mình, nhưng mà khi phải ngừng lại để định nghĩa nó là như thế nào thì chuyện đó hoàn toàn không có đơn giản. Tuy nhiên là quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng để trao đổi với nhau trong một góc nhìn. Kính Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh, trong cái định nghĩa thế nào là hạnh phúc thì xin mời Mục sư góp ý. Trước nhất thì Kinh Thánh có nói đến một đất nước nào mà có Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời của mình đó, thì là một cái đất nước được ban phước. Một cuộc đời
tôi nghĩ sống hạnh phúc đó là phải có được sự tự do. Mà sự tự do Kinh Thánh nói đến đó là khi các con biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha các con. Cho nên đối với tôi, theo cái nhìn của Thánh Kinh đó, thì phải là một người có được sự tự do hoàn toàn từ phương diện tâm linh cũng như tinh thần, thể chất, và sống trong một đất nước. Dù như thế nào đi nữa, có được cái sự tự do trong tâm linh, biết rằng đời sống của mình là mình thờ phượng Đức Chúa Trời, và mình có một đời sống không bị tội lỗi ràng buộc hay là bất cứ một cái điều gì xấu xa trói buộc mình, thì đó là một cái hạnh phúc. Tiền bạc, những cái vật chất thì nó phù du, chóng qua, có đó nhưng mà cũng sẽ bay mất đi. Mà khi một người có được cái niềm vui ở trong lòng, có một cái sức sống ở trong lòng, biết Đức Chúa Trời của mình là ai và thờ phượng Ngài, và sống yêu thương những người lân cận ở xung quanh đó, thì tôi nghĩ đó là một đời sống hạnh phúc. Cảm ơn sự chia sẻ của mục sư. Dạ, xin mời cha Phạm Hữu Tâm. Dạ vâng, nếu mà hỏi về cái định nghĩa của hạnh phúc như thế nào đó, thì thứ nhất là mình cần phải phân biệt và rõ hơn là về cái pleasure, tức là cái hưởng thụ và cái hạnh phúc. Nhiều khi mình cứ không có rõ ràng về hai cái điều đó. Có nhiều người họ chia sẻ bốn cái mức độ của hạnh phúc. Điều thứ nhất đó là nói về cái mình đạt được cái điều gì thì mình nghĩ là hạnh phúc. Ví dụ như tôi thích cái xe hơi mới, mà tôi đạt được cái xe hơi mới cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, thì có nhiều người họ nghĩ là hạnh phúc là cái điều đó. Một cái điều thứ hai đó, nhiều người nghĩ là về cái so sánh mình với lại những người khác. Ví dụ như là mình được trội hơn những người khác, hay mình được cái điều gì hơn những người khác, cái đó đều là hạnh phúc. Cái đó là mức độ thứ hai. Mức độ thứ ba mà nhiều người họ chia sẻ là hạnh phúc đó, là cũng giống như cái hạnh phúc nó tạm bợ mà nãy mục sư Linh vừa mới nói đó. Dạ. Và cái điều cuối cùng, hạnh phúc mà cao nhất, là đạt được cái sự viên mãn mà mình không còn muốn điều gì trong cuộc đời này, tức là đạt được cái sự thông hiểu về vị Thiên Chúa, là cái điều đó điều hạnh phúc nhất. Dạ. Thì thông thường nếu mà mình phân biệt được bốn cái điều đó thì mình sẽ thấy rõ ràng hơn là cái điều hạnh phúc là như thế nào. Dạ. Dạ. Cảm ơn cha Mục sư Phạm Tâm. Dạ, kính mời cha. Dạ. Kính thưa quý vị, đối lại với hạnh phúc là đau khổ, vì con người có đau khổ, do đó mới có chữ hạnh phúc. Đau khổ về tình, về tiền, đau khổ về tâm. Do đó thì cái hạnh phúc ở trong chiết tự ra, chúng ta thấy ra chữ hạnh đó là gồm đất, và nó được nâng lên ở mức độ cao hơn. Và chữ phúc đó gồm có thổ, rồi chữ khẩu và quần áo, có nghĩa là ăn mặc ở. Cái đó là ý nói đến một cái người đang bị đau khổ về ăn mặc ở, rồi bây giờ đó được người ta bố thí giúp đỡ để là một cách trân trọng, thì người ta có được hạnh phúc trong một cái chiều hướng về vật chất. Bên cạnh đó thì sau khi cái hạnh phúc về thế giới của vật chất này rồi, thì được có một hạnh phúc cao hơn nữa là cái đời cục, hạnh phúc thăng hoa. Đó là cái sự đau khổ của những người tận cùng ở dưới đất. Như trong phần dẫn nhập tôi nói chữ hạnh có nghĩa rằng cái người ở dưới đất được nâng lên. Thành ra trong đời sống tâm linh có những con người bị đau khổ, mặc dù đi hết cái con đoạn đường về có quần áo mặc đẹp, đi hết cái đoạn đường về có xe cộ, tiền tài vật dụng, nhưng mà vẫn không tìm được một hạnh phúc bằng cái đời sống an tâm. Do đó là được chư Phật cũng như các vị Bồ Tát, các bậc giác ngộ để mà giúp đỡ cho người đó được tiến thân lên một cái cao hơn trong cái đời sống mà tâm linh. Thì do đó trở lại, hạnh phúc là một người bằng thân và tâm tìm được sự an trú trong cái tốt đẹp mà đối với chư Phật, chư Bồ Tát, hoặc là đối với cổ thế gian được sự cho và nhận. Yeah. Cảm ơn cái sĩ Nguyễn Dũng, cảm ơn quý ngài. Trong mỗi tôn giáo của chúng ta có cái nhìn về để định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Tuy nhiên dầu có nói cách nào đi nữa thì có thể là chúng ta ai đó đồng ý cách này, và có thể là đồng ý không đồng ý cách kia, vân vân. Trong cái hạnh phúc như các ngài nói, có nhiều khi là rất là thuần về thể xác, về xúc cảm, mà có những giá trị nó vượt ra ngoài cái xúc cảm, tức là an trú ngay trong cái nội tâm của mình bằng cái nhìn định tĩnh sáng suốt, mà giữa cái vui và cái buồn, cái được cái mất theo cái thường tình,
nó không còn là một sự chi phối quan trọng, nhưng mà đối với phần đông của chúng ta thì cái nào mà nó cụ thể nhất thì cái đó nó chi phối chúng ta nhiều nhất. Và ngay chính trong kinh cũng có nói rằng vô bệnh lạc tối thượng, tức là cái người không có bệnh đau gì về thể xác, đó là cái hạnh phúc nhất. Tuy nhiên rằng thể xác và tinh thần luôn luôn quyện vào nhau, được cái phần này thì cũng phải được cái phần kia, mà nếu được phần này mà không được phần kia thì nó cũng khiếm khuyết đi. Xin toàn thể chư vị tạm vấn đề chúng tôi tạm dừng trong chốc lát, sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại.